phép được gửi lời chào đến tất cả các quý khách hàng của công ty Perfect Convenience Việt Nam. Ngày hôm nay tôi rất vinh dự được khi được đón các quý vị khách quý có đang có mặt ở đây. Tôi xin được cảm ơn quý khách hàng đã dành tình cảm và thời gian đến đây để tham dự lễ ra mắt sản phẩm mới Miyoko của công ty chúng tôi. Với mong muốn dành những sự yêu thương và chăm sóc đặc biệt nhất cho mẹ cưng, nên công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu sản phẩm chất lượng cao đến với người tiêu dùng. Và đó là nền tảng cho sự ra đời của sản phẩm Miyoko. Và mong rằng sau chương trình này, quý khách hàng sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi, đồng hành cùng Miyoko để lan tỏa sản phẩm chất lượng cao này đến với người tiêu dùng. Xin cảm ơn.